Xin chào toàn thể các cô chú anh chị yêu hoa phong lan. Em xin tự giới thiệu, em là Nhung, bán phong lan rừng tại Hải Dương. Số điện thoại vẫn thường liên hệ của cơ sở em là 0393998895. Địa chỉ nhà em là ở số nhà 143 đường XQ, thị trấn Tân Lộc, huyện Tân Lộc, tỉnh Hải Dương. Hôm nay là phiên tối ngày mùng 10 tháng 12 năm 2018. Thì lời đầu tiên cho em xin chúc toàn thể các cô chú anh chị có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Nhà em thì vừa cập bến một số mặt hàng thuần. Thì sắp tới đây thì em sẽ nhập thêm một số lô hàng thuần cho hoa Tết nhé, để cho các bác sưu tầm ạ. Thì hàng Tết thì đang rất là hot. Còn những cái hàng giống ấy, hàng giống thì chắc là đầu năm hoặc thời gian tới, nếu mà có thời gian thì em sẽ nhập thêm một số chậu hàng giống cho các bác sưu tầm. Còn đây là những mặt hàng cho hoa Tết, là những mặt hàng thì đã đến tuổi trưởng thành rồi và cho hoa thời điểm Tết này nhé. Đây ạ. Hôm nay thì nhà em về 3 loại mặt hàng, đó chính là giả hạc hoa hồng đỏ, thứ hai là giả hạc Hawaii và thứ ba là năm cánh trắng họng hồng. Đây ạ. Trước tiên là giả hạc hoa hồng đỏ. Em xin cho các bác xem mặt hoa của giả hạc hoa hồng đỏ nhé. Đây ạ, đây là mặt hoa của giả hạc hoa hồng đỏ này. Hoa rất là đẹp. Đây, khi mà hoa mà sai hoa thì nó sẽ như thế này. Các bác để ý cho em, rất là sai hoa và đẹp nhá. Vì cái những cái chậu giò như này nó khá là dày, nó khá là đều nhau này. Thì sau này sẽ cho hoa thì rất là đẹp luôn. À, em vừa nhìn thì có một cái nụ đây. Cái chậu này thì đang ra bói ra một cái nụ rồi này. Cái chậu này đang bói ra một cái nụ. Rất là đẹp luôn đây ạ. Giả hạc hoa hồng đỏ nhá. Hôm nay nhà em chỉ về duy nhất là 5 chậu giả hạc hoa hồng đỏ thôi ạ. À, hình thứ nhất thì em xin đi qua là hình thứ nhất. Thực ra em cũng chẳng đếm được nhiều, đếm được đâu, tại vì nó rất là nhiều ngọn. Đây là em chỉ ước số ngọn của nó thôi. Nhưng mà tính ra thì cũng rất là nhiều ngọn này. Nếu mà tính cả ngọn ngắn, ngọn dài thì cũng phải đến hơn 20 ngọn đấy. 2, 4, 6, 8. Nói chung là khá là nhiều. Đây các bác để ý giúp em này. Thì nếu em mới đếm là 12 ngọn, chắc là 12 ngọn dài. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ngọn dài và rất là nhiều những ngọn nhỏ nhỏ như thế này. Cũng đã xuống lá hết rồi. Chắc chắn các bác dinh về thời điểm này thì Tết chắc chắn là sẽ có hoa thưởng thức nhá. Đây, những cái mầm kỳ mới vẫn đang tiếp tục phát triển đây này. Đấy ạ. Hình thứ nhất thì em xin để giá là 1.300.000. Giá rất là hợp lý, nếu mà so với ngoài thị trường, họ tính theo đầu ngọn thì giá có thể là cao hơn. Em chắc chắn luôn, chắc chắn là giá sẽ cao hơn. Đấy ạ. Đây là số ngọn này là em chỉ đếm những cái ngọn dài mà chỉ phăng phác thôi nhá, còn rất là nhiều những ngọn nhỏ như này. Các bác để ý giúp em này. Phải nói là cái hàng hôm nay thì giá này cũng rất là hợp lý rồi. Đây ạ, hình thứ nhất là 1.300.000. Hình thứ hai thì một ngọn nó dài hơn. Đây ạ, em đo thì tầm khoảng 2, 4, 6, 8, cũng phải gần 1 mét. Nếu mà ngọn dài nhất cũng phải gần 1 mét đấy ạ. Hình số 2, 1.300.000 này. 1.300.000. Hình số 3, đây ạ, rất là nhiều ngọn này. Thần kỳ mới đang lên rất là nhiều. Đây ạ. Hình số 3, 1.400.000. 1.400.000, hình số 3 nhé. Tiếp theo là hình số 4 ạ. Đây ạ, hình số 4 thì rất là dày đây. Rất là dày. Đang bói ra một nụ hoa duy nhất đang bói ra này. Rất là nhiều thân. Em cũng chẳng biết là bao nhiêu ngọn đâu. Đây là em ước là 15 ngọn dài thôi. Còn đầu rất là nhiều những ngọn ngắn ngắn này là em không đếm này. Em chưa đếm này. Đây là chưa đếm nhá. Thì giò này em để là 1.500.000 này. 1.500.000 cái giò này khá là đều nhau. Còn giò cuối cùng giò này thì rất là dài hơn giò số 4 nhá. Giò này là 1.600.000 này. 1.600.000 cái giò này. Hình số 5 có 5 giò duy nhất của giả hạc hoa hồng đỏ, em vừa cho các bác xem mặt hoa đấy ạ. Em có 2 giò 5 cánh trắng, giá 5 cánh trắng họng hồng duy nhất. Tại vì cái loại này giá thành cũng khá là cao nên em chỉ nhập 2 chậu để cho các bác sưu tầm thôi. Nếu bác nào thích thì sau lô đợt này em sẽ có thể đặt thêm hàng cho các bác nhé.
năm cánh trắng họng hồng ạ. Mỗi chậu thì đều có một thân và một thân của nó phải dài hơn mét cơ. Các bác để ý giúp em này. Đây ạ. Thân rất là mập. Đây ạ. Đây những cái đầu thân này đã thắt ngọn hết rồi nhá. Mập bằng cái ngón tay cái của em này. Các bác để ý này. Đang thắt ngọn xuống lá và cho hoa thời điểm Tết. Sau đây thì em cho các bác xem mặt hoa của giả hạc. Năm cánh trắng họng hồng nhá. Đây ạ. Mỗi thân thì dài cũng phải hơn mét. Các bác để ý giúp em này. Cây cong cong như thế này. Đây là khi thời điểm cho hoa đây. Các bác để ý mặt hoa của năm cánh trắng họng hồng này. Giả hạc năm cánh trắng thì bao giờ cũng giá hành cũng khá là đắt trên thị trường rồi. Kể cả năm cánh trắng Phú Thọ hay gì đó. Đây các bác để ý mặt hoa giúp em nhé. Đẹp, rất là đẹp luôn. Năm cánh trắng họng hồng khi mà nó ra hoa ấy thì nó sẽ rất là sai hoa. Đẹp. Thì có hai chậu duy nhất này. Thì một ngọn này, một chậu này. Thì em xin để giá mỗi chậu là 800.000 một chậu ạ. 800.000 một chậu, chỉ có hai chậu duy nhất thôi. Bác nào muốn sưu tầm cái dòng năm cánh trắng họng hồng này thì chỉ có hai chậu duy nhất. Các bác muốn đặt thêm thì để lô sau em sẽ đặt thêm nhé. Đây, đây có một cái kỳ nhỏ này. Đây là những mặt hàng cho hoa Tết. Nên thời điểm này thì chắc sắp tới thì cũng khá là khan hàng, không có hàng đâu ạ. 800.000 một chậu nhé các bác nhé, năm cánh trắng họng hồng. Còn tiếp theo đây thì em xin đi qua những chậu giả hạc Hawaii nhé. Giả hạc Hawaii thì nó sẽ có hai màu, đó chính là màu trắng và màu tím. Giả hạc Hawaii trắng và tím. Tuy nhiên thì hiện tại thì em không phân biệt được đâu là Hawaii trắng và Hawaii tím. Nên các bác về trồng thì bói ra mặt hoa nào thì mình chơi mặt hoa đấy nhé các bác nhé. Đây ạ, em xin phép là cho các bác xem mặt hoa của giả hạc Hawaii đây. Đây ạ, đây là hai màu trắng tím này. Giả hạc Hawaii khi cho hoa, khi xuống lá cho hoa thì cực kỳ sai hoa luôn. Phải nói là hoa trải dài từ đầu ngọn đến cuối ngọn đây ạ. Đây có hai màu trắng tím nhá. Thì hôm nay nhà em về 12 chậu giả hạc Hawaii. Số lượng cũng không có nhiều. Như lô vừa rồi em về trầm rồng đỏ thì được các bác rất là ủng hộ. Nhưng mà thời điểm này thì trầm rồng đỏ thì cũng không có hàng. Đấy, thời điểm Tết thì cực kỳ là khan hàng luôn. Đặc biệt là những mặt hàng cho hoa Tết này thì nhà vườn họ cũng đã ôm rất là nhiều ạ. Trước tiên thì em xin đi qua giò từng giò một nhé. Đây là giò thứ nhất này, có 5 ngọn, có 8 ngọn. Trong đó có 5 ngọn dài và 3 ngọn ngắn như thế này. 5 ngọn rất là dài. Dài cũng phải hơn mét, các bác để ý giúp em này. Đây là những mặt hoa cho ngày Tết, dài hơn 1 mét nha các bác nhé. Đang sưng hết tất cả những mắt nụ rồi. Đây những mắt nụ đang sưng rồi nhé. Tí em cho các bác coi. Đây ạ, hình thứ nhất này thì em để giá là 1.300.000 này. Gồm 5 ngọn rất là dài luôn và 3 ngọn ngắn vừa. Đang sưng mắt nụ hết rồi nhé. Em đi qua từng hình. Đây là hình thứ hai ạ. Hình thứ hai gồm 6 ngọn dài và 3 ngọn thì tổng là 9 ngọn này. 9 ngọn đang lên những cái kỳ mới rất là nhiều này. Các bác về trồng là nó sẽ tự bén kỳ. Đây, giò này thì đã xuống ngọn, xuống lá một số ngọn rồi. Em nhìn thì có một ngọn thì đang cho nụ đây ạ. Các bác để ý giúp em này. Ngọn này thì đang cho nụ. Đây, rất là đẹp luôn. Đấy. Thời điểm này đang có nụ hết rồi nên các bác Tết này chắc chắn là các bác được thưởng hoa luôn nhé. Đây là những cái mắt nụ đang sưng này. Những cái mắt nụ đang sưng. Cái ngọn này khả năng là cho hoa sớm này. Còn đâu những cái ngọn này thì sẽ cho hoa thời điểm Tết này. Rất là đẹp luôn. Hình số 2. 9 ngọn. 1.400.000. Hình số 2. Đang xuống lá, thắt ngọn xuống lá hết rồi nhá. Rất là đẹp luôn. Đây ạ. Đây những cái mắt nụ đang sưng này. Em cho các bác coi nhé. Đây ạ, đang sưng mắt nụ chuẩn bị. Đấy. Hình số 2 1.400.000 này. Tiếp theo là hình số 3. Gồm 6 ngọn. Khá là đẹp, rất là xanh. Rất là xanh đẹp. Đây ạ. Đây, những cái mắt nụ này. Nói chung là lô này thì các bác chắc chắn là Tết là có hoa luôn.
Ê, những cái mắt nụ với sừng khá là to rồi. Phần lớn xương mắt nụ hết rồi nhá, hình số 3. Vậy nên là bây giờ em sẽ đi qua rất là nhanh nhá, tại vì em có 12 giò cơ. Đây hình số 3, 6 ngọn 2 4 6, 1 triệu 500 nghìn này. Rất là dài này. Nói chung lô này các bác sưu tầm thì rất là hợp lý, tại vì một thời điểm nữa, chắc chỉ tầm khoảng nửa tháng nữa hoặc tháng nữa thôi, giá thành lên sẽ rất là cao. Hình số 4 này, 2 4 6 8, 8 ngọn 1 triệu 600 nghìn này, 1 triệu 600 nghìn, hình số 4. Tiếp theo là hình số 5, 2, 4, 6, 7, 7 ngọn. Trong đó có 6 ngọn dài và 1 ngọn ngắn, 1 triệu 500 nghìn, 1 triệu 500 nghìn, hình số 5. Tiếp theo là hình số 6 ạ, hình số 6, đây. Các bác để ý thật dày, rất là nhiều ngọn, 7 ngọn này, rất là đẹp, 1 triệu 400 nghìn. Tính ra là chỉ đến 200.000 một ngọn thôi. Nếu mà tính ra đầu ngọn, thị trường em chắc chắn cam đoan là phải bán đến 250.000 một ngọn ngoài thị trường đấy ạ. Hình 7 1 triệu 400 nghìn. À quên, hình 6. Hình 7 là 1 triệu 250 nghìn này, 1 triệu 250 nghìn. Gồm 2 4 6 7 ngọn. 7 ngọn trong đó có 3 ngọn ngắn, còn đâu 4 ngọn dài. Hình 8, 1 triệu 400 nghìn này, 1 triệu 400 nghìn, gồm 6 ngọn, 2, 4, 6. Hình 9, 1 triệu 600 nghìn, 2, 4, 6, 8 ngọn, gồm 8 ngọn, 1 triệu 600 nghìn. Đây, cái thân của nó rất là mập luôn này. Hình 10, hình này phải nói là rất là nhiều ngọn luôn. Đây, rất là nhiều ngọn. Hình này em xin phép để giá là 2 triệu đồng nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ngọn cơ ạ. 11 ngọn, 2 triệu đồng này. Đây là hình số 10. Các bác để ý giúp em này, cái đường kính của chậu nó phải to hơn một gang tay. Thì phải biết là cái chậu này nó to như thế nào nhé các bác nhé. Đây, có một chậu thì nó sẽ bằng một gang tay của em. Có chậu nó sẽ to như hình số 10 này. Hình to này thì nó sẽ chậu sẽ là đường kính hơn một gang tay của em. Hình số 11, 1 triệu 400 nghìn này. Gồm có 2, 4, 6, 7 ngọn ạ. 7 ngọn. Hình số và hình cuối cùng là hình số 12. Gồm 7 ngọn là 2, 4, 6, 7. 1 triệu 300 nghìn. Tại vì giò này hơi ngắn một chút thì em xin để giá là 1 triệu 300 nghìn nhá. Nói chung là lô này thì rất là ưng ý. À, giống như trầm tùng đỏ ấy. Vừa rồi em về một lô 15-20 chậu thì bán được rất là các bác ủng hộ. Tuy nhiên thời điểm này đã hết hàng rồi. Nên là những mặt hàng hoa Tết này các bác phải sưu tầm nhanh, chứ không thời điểm tới là cũng chẳng có hàng đâu ạ. Sau đây thì còn một số mặt hàng kg thì em xin quay qua những mặt hàng kg tối hôm nay nhé. Ngày mai nhà em về một số mặt hàng mới thì em sẽ quay video tiếp theo ạ. Tiếp theo là kiều vương mỡ gà. Vì hôm nay nhà em về số lượng rất là lớn nên là hàng bây giờ tối nay cũng có rất là nhiều các bác đặt hàng, thì ngày mai em sẽ trả đơn cho các bác nhé. Kiều vương mỡ gà, hàng hôm nay rất là đẹp luôn. Phần lớn là hàng dề như thế này này. 250.000 một cân này, 250.000 một cân. Tiếp theo là nhất điểm hoàng. 100.000 một cân, 100.000 một cân nhất điểm hoàng nhé. Mặt hàng tiếp theo là hoàng thảo môi tua. 130.000 một cân, 130.000 một cân ạ. Còn đây là dáng hương đuôi cáo. Hôm nay là cáo xếp lưng nhé các bác nhé. Phần lớn là xếp lưng là nhiều này. Cáo xếp lưng là nhiều. 230.000 một cân. Đang đóng đơn cho các bác này. 230.000 một cân. Cái hoa đuôi cám thì vòi hoa rất là dài và thơm nhé. Còn một chút hạc vĩ thiên cung. Tối nay cũng nhận một vài đơn rồi. Những bác nào đặt thêm thì hẹn các bác ngày mai hoặc ngày kia nhà em lại về hàng tiếp nhé. Em sẽ nợ đơn các bác thì em sẽ trả 250.000 một cân. 100% là thân tơ nhé. 100% là thân tơ này. Có những cái thân rất là mập luôn. Đây. Mập bằng ngón tay trỏ cái của em đấy ạ. 250.000 một cân. Còn đây là sơn thủy tiên này. Sơn thủy tiên 220.000 một cân. 220.000 một cân sơn thủy tiên nhé. Còn một chút phi điệp vàng thôi. Phi điệp vàng lô này là phi điệp vàng Tây Bắc rất là đẹp này. Những cái mầm kỳ mới lên rất là dài như thế này.
các bác về trồng rất là đẹp luôn. Về các bác thuần rồi chăm sóc các em nó thì sẽ phát triển rất đẹp nhé. Chắc chỉ còn tầm 3 cân duy nhất, 150.000 một cân, 150.000 một cân. Còn một chút hoàng thảo vôi, 250.000 một cân. Hoàng thảo vôi thì ghép thì rất là dễ sống, giống như long tu với cả hạc vĩ đấy ạ. Còn đây là hoàng thảo trúc mảnh, 320.000 một cân ạ. 320.000 một cân hoàng thảo trúc mảnh nhé. Hoa rất là thơm, à, hoa rất là đẹp và sai hoa. Còn đây hài ráp 100.000 một cân. Hài ráp dáng hương tam bảo sắc Điện Biên. Hôm nay phần lớn là lá lướt nhé. Lá xếp thì cây nó cũng bình thường, nó không được rụt rịt đâu. Nên là các bác nào đặt hàng hôm nay thì nhìn kỹ giúp em mặt hàng nhé, rồi hãng đặt hàng. 180.000 một cân, nên hôm nay giá em để rất là ưu đãi, 180.000 một cân. Hoa dáng hương tam bảo sắc thì cực kỳ thơm ạ. Còn đây là hoàng thảo đùi gà tròn này. Chỗ khá là chật nên là các hàng nó sẽ lẫn lộn với nhau, nhưng mà không vấn đề gì. Hoàng thảo đùi gà tròn 220.000 một cân, cho hoa thời điểm Tết nhé. Đây có những cây này nó khá là rất là dài đây này, 220.000 một cân. Còn tầm khoảng 3 cân hạc vĩ Bắc này, cho các bác nào thích sưu tầm dòng hạc vĩ Bắc. Hôm nay hàng về từng khóm như này, rất là dễ ghép và đẹp luôn này. 280.000 một cân, 280.000 một cân. Còn đây là kim điệp nhựa hàng xả, vì nó khá là rời rạc, 200.000 một cân. 200.000 một cân vì hàng nó rời rạc quá nhá. Các bác là muốn lấy hàng mới thì chắc hẹn các bác 1-2 hôm tới ạ. Hoàng thảo kim thoa còn một chút, 130.000 một cân này. Hôm nay cái lô kiều vàng này em xả làm giống cho các bác này, 110.000 một cân. Xả cho các bác làm giống nhé, tại vì cây ngắn này, có cây dài thì nó cũng bình thường thôi. Nói chung là nó không có rễ to, không có khóm to, nó chỉ vừa vừa như thế này. Các bác vào về muốn làm giống cái dòng, úi giời, cái kiều vàng này thì được rất là lợi cân, 110.000 một cân này, 110.000 một cân cái kiều vàng này, này. Chắc chỉ còn 2-3 cân thôi. Em xin xả tối nay là 110.000 một cân nhé. Tiếp theo là hoàng thảo chuỗi ngọc. Thời điểm đã xuống lá hết rồi. Đây, những cái thân này, thân tơ này, 180.000 một cân. Còn số lượng cũng khá là ít thôi, thì em xin xả nó là 180.000 một cân nhé. À, tiếp theo đây thì em có một chút về một chút bầu rượu này. Hôm nay em quên em không quay cho mọi người. Thì những cái củ này, củ to như này thì em xin bán là 10.000 đồng một củ này. Còn những củ bé như vậy, củ bé như vậy thì em xin bán là 5.000 đồng một củ nhá. Hôm nay có hai loại củ là củ 10.000 và củ 5.000 cho các bác sưu tầm này. Đây ạ. Bầu rượu 10.000 này, củ 5.000. Còn một ít hoàng thảo ý ngọc đã xuống lá hết rồi. Các bác về sưu tầm chắc chắn là thời điểm qua Tết là có hoa luôn. Thời điểm là thời điểm mùa xuân nhá. Qua Tết một chút là có hoa luôn này. Đang xuống lá, chuẩn bị sưng mắt nụ rồi. 220.000 một cân ý ngọc ạ. Hoa thì cực kỳ sai hoa, phải nói là cái hoa ý ngọc em thấy rất là đẹp luôn. Hải đâu xanh còn một ít thôi, 80.000 một cân. 80.000 một cân hải đâu xanh nhá. Cái loại này có mà để hàng tháng cũng không vấn đề gì nhá. Lại nói đến hải đâu xanh thì nói thật là cái với các bác là hàng này này em xả nên là có thể là cây nó cũng bình thường thôi, nhưng chắc chắn là cây vẫn còn tươi và đủ khả năng để sống sót. Nhưng mà hôm nay em có gửi đi một đơn hàng, nhưng mà nói thật với các bác là cái đơn hàng của bác ấy cũng không có quá nhiều tiền đâu, nhưng mà em rất là buồn khi các bác nhận hàng xong các bác từ chối. Các bác bảo là tôi thấy cái loại này khó sống thì tôi không lấy. Các bác phải báo em trước chứ, ai lại nhận hàng xong là vì có cái quyết định đấy thì lúc đấy làm sao mà em rồi lại hồi hàng cho em hai lần tiền cước thì như thế có đáng không? Cái đơn hàng có 150.000 mà hồi lại cho em 2 triệu hai lần tiền cước là 120.000. Nói thật là hôm nay em khá là bực mình với cái trường hợp này. Nhưng mà thôi, suy cho cùng thì các bác khi mà các bác đặt hàng ấy, các bác ra quyết định thì các bác cố gắng là mình đã quyết định mua hàng, đồng ý mua hàng thì chấp nhận mặt hàng đấy. Còn khi mà nhận hàng lúc đấy lại có những quyết định thay đổi như thế thì rất là buồn cười. Đấy ạ. Em chỉ nói qua cái trường hợp đấy thôi, vì cũng không muốn là nhắc đến nữa.
Trên đây là những mặt hàng tối hôm nay nhà em có. Thì ngoài ra nhà em còn bán một số chế phẩm dành cho Lan ạ. Dạ đây ạ, đây là những chế phẩm dành cho Lan nhé. Các bác khi mà mới tập chơi Lan ấy thì có thể xử lý qua B1. Đây ạ, B1 20.000 một lọ, 20.000 một chai này. Chế phẩm Hùng Nguyễn. Hiện tại thì đây, chế phẩm Hùng Nguyễn của Đà Lạt này. Chế phẩm 6 trong 1, có tác dụng 6 trong 1 này. 20.000 một lọ nhé. Atonic này, rồi đầu trâu này, kích hoa đầu trâu này, 20.000 một lọ này. N3M 20.000 một lọ, keo liền sẹo 30.000 một lọ. Nói chung là những chế phẩm dành cho Lan thì nhà em cũng có. Khi các bác đặt hàng thì các bác có thể đặt kèm thêm một số chế phẩm dành cho Lan nhé các bác nhé. Đây, có cả phân 30 10 10 này. Rồi có cả kích hoa thái nữa này, 100.000 một lọ này. Và những cái chế phẩm dành cho Lan, các bác đến nhà mua hàng mà không muốn mua thêm cả giá thể dành cho Lan thì các bác cũng liên hệ em luôn nhé. Cả dớn cọng, dớn vụn cũng đều có cả. Trên đây là những mặt hàng phiên tối ngày hôm nay nhà em có. Thì sau đây em xin kết thúc clip tại đây và nhận đơn hàng của các bác. Phiên tối ngày mùng 10 tháng 12 năm 2018 và phiên buổi sáng ngày mai nhé. Ngày mai nhà em về cập nhật mặt hàng mới thì em sẽ quay một clip nữa. Xin chúc các bác một tối vui vẻ và hạnh phúc.